Nữ tỷ phú xinh đẹp Madam Pan cứu sự nghiệp của thần đồng bóng đá Thái Lan. Benjamin James David được xem là thần đồng của bóng đá Thái Lan và được kỳ vọng rất lớn sẽ giúp Voi chiến đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao trẻ này đã xuống dốc thảm hại khi không được thi đấu bất cứ trận nào ở đội Oxford United tại League One. Nếu tính trên mọi đấu trường, Benjamin mới chỉ được chơi đúng 17 phút. Trước nguy cơ tài năng sáng giá của bóng đá Thái Lan bị thua chột, Madam Pan đã quyết định răng tay cứu vớt Benjamin. Cụ thể, bà đã chỉ đạo câu lạc bộ Port thỏa thuận mượn Benjamin từ Oxford United với thời hạn 1 năm. Thương vụ này đã thành công và cầu thủ này sẽ thi đấu ở Thái League trong thời gian tới. Madam Pan chia sẻ, Ben David trở về Thái Lan thì sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân thi đấu và giúp ích cho đội bóng. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm thích nghi vì đã quen với cuộc sống ở Thái Lan. Mong mọi người sẽ cổ vũ cho cậu ấy. Benjamin James David, tên thường gọi là Ben David, sinh năm 2000, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự. Anh có mẹ là người Thái Lan, bố là người Anh, sinh ra ở Phuket nhưng lớn lên tại Singapore.